Xin chào các bạn đến với kênh giới thiệu của công ty Takio. Hôm nay với chiếc máy FKB Inox TK150, tôi sẽ dùng các nguyên liệu như là cá, ốc, bắp, rau muống và cám để ép thành viên. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này ra thành phẩm ra như thế nào. Và đây là nguyên liệu để test chiếc máy ép cám viên inox TK150, gồm có cám, bắp, rau, cá xay và ốc đập dập. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên và đưa vào máy. Trước khi kết thúc việc ép viên cám thì chúng ta cho một ít rau vào. Đây là viên cám sau khi cho rau vào, nó sẽ ướt và tơi như thế này. Thì ở trong mặt sàn nó sẽ mềm hơn. Khi lần sau sử dụng chúng ta không cần phải vệ sinh mặt sàn nữa.